Luận Đại Trí Độ, quyển 59. Phẩm thứ 37, Xá Lợi. Kinh: Phật bảo Ngài Thích Đề Hoàn Nhân: Này Kiều Thi Ca, nếu lấy số lượng xá lợi Phật để khắp cả Diêm Phù Đề là một phần, và lấy người biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật là một phần, thì ở trong hai phần đó ông nhận phần nào? Ngài Thích Đề Hoàn Nhân thưa: Bạch Thế Tôn, trong hai phần đó con xin nhận lãnh phần viết chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Bạch Thế Tôn, chẳng phải con chẳng có tôn trọng cung kính xá lợi Phật, nhưng vì xá lợi Phật cũng xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật, do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư Phật mới có được xá lợi, và xá lợi mới được tôn trọng cung kính cúng dường tán thán vậy. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi vị Đế Thích: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thủ, vì là chẳng có sắc, chẳng có hình, chẳng có đối, chỉ là một tướng nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Dù ông muốn nhận lãnh cũng chẳng sao thủ lấy được. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng do thủ hay xả mà có, chẳng do tăng hay giảm mà có, chẳng do tụ hay tán mà có, chẳng do tổn hay ích mà có, chẳng do cấu hay tịnh mà có. Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ Phật Pháp mà cũng chẳng xả phạm vũ pháp, chẳng thủ thánh pháp mà cũng chẳng xả phạm vô pháp, chẳng thủ vô vi tánh mà cũng chẳng xả hữu vi tánh, chẳng thủ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng thủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí mà cũng xả phạm vô pháp. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân nói: Đúng như vậy, đúng như vậy, thưa Ngài Xá Lợi Phất. Nếu có ai biết rõ Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ Phật pháp mà cũng chẳng xả phạm vô pháp, dẫn đến chẳng thủ nhất thiết chủng trí mà cũng xả phạm phu pháp, thì vị đó chính là Bồ Tát Ma Tát hành Bát Nhã Ba La Mật và tu Bát Nhã Ba La Mật vậy. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng thủ hai pháp tướng, nhị tướng pháp. Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị tướng pháp, bất nhị tướng pháp cũng là tướng của đàn Ba La Mật, dẫn đến của thiền Ba La Mật. Phật tán thán vị Đế Thích: lành thay, này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật chẳng hành hai pháp tướng, Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị pháp tướng, bất nhị pháp tướng cũng là tướng của đàn Ba La Mật, dẫn đến của thiền Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, nếu ai muốn pháp tánh nhị tướng, là người đó muốn Bát Nhã Ba La Mật nhị tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và pháp tánh chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật cũng là như vậy. Nếu ai muốn thật tế bất khả tư nghị tánh nhị tướng, là người đó muốn Bát Nhã Ba La Mật nhị tướng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và thật tế bất khả tư nghị tánh là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật cũng là như vậy. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hết thảy thế gian, trời người và A-tu-la đều phải lễ bái cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật mà chư Đại Bồ Tát tu tập được vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, còn thường ở tại Thiên Pháp Đường, nên trừ vị thiên tử thường đến nơi đây để cúng dường con, dù thấy con ngồi trên Pháp Tòa hay chẳng thấy con ngồi trên Pháp Tòa, chư thiên tử vẫn hướng về Pháp Tòa cúng dường đảnh lễ diễu quanh rồi lui về. Vì sao? Vì chư thiên tử nghĩ rằng tại Pháp Tòa này Đế Thích vẫn thường ngồi thuyết pháp cho chư thiên tử của 33 cõi trời nghe. Bạch Thế Tôn cũng như vậy, chỗ nào có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, chỗ nào có thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, thì chỗ ấy có hàng thiên long bát bộ trong khắp cả mười phương đến lễ bái cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, rút giáo rồi đi. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh các đức Phật cùng hết thảy các lạc pháp cho chúng sanh. Do vậy mà nói Bát Nhã Ba La Mật là trú xứ của xá lợi của các đức Phật và cũng là trú xứ của nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên trong hai phần con xin nhận lãnh Phật Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, khi con thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật, nếu tâm con thâm nhập vào được vi diệu pháp này thì con chẳng thấy có các tướng sợ hãi. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng mạng, chẳng có ngôn thuyết. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Nếu Bát Nhã Ba La Mật mà có tướng mạo, có ngôn thuyết,
thì chư Phật chẳng thể biết được hết thảy các pháp đều chẳng có tướng mạng, chẳng có ngôn thuyết, khiến chẳng có thể chứng được quả vô thượng bồ đề. Và nay chư Phật cũng chẳng có thể vì hàng đệ tử thuyết giảng các pháp là chẳng có tướng mạng, chẳng có ngôn thuyết được vậy. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết, nên chư Phật mới biết rõ hết thảy các pháp đều chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết mà chứng được quả vô thượng bồ đề. Và nay chư Phật mới có thể vì hàng đệ tử thuyết giảng các pháp là chẳng có tướng mạo, chẳng có ngôn thuyết vậy. Bởi nhân duyên vậy nên hết thảy thế gian, trời người và Atula đều phải tôn trọng cung kính tán thán Bát Nhã Ba La Mật và dùng hoa hương anh lạc chẳng phan bảo cái cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Thế Tôn, nếu có người nào thọ trì đọc tụng biên chép cung kính cúng dường, dẫn đến tránh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì người ấy chẳng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chẳng lạc về Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo, dẫn đến người ấy sẽ được vô thượng bồ đề, sẽ thường thấy chư Phật, sẽ thường đi đến các cõi Phật để tôn trọng cung kính tán thán cúng dường chư Phật. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vậy nên trong hai phần còn xin lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra Xá Lợi Phật, nên Xá Lợi Phật mới được tôn trọng cung kính tán thán cúng dường. Các thiện nam thiện nữ thọ trì cung kính cúng dường Xá Lợi Phật cũng nhờ vậy mà được hưởng các phước lạc ở cõi trời cõi người, chẳng bị đọa vào ba đường ác, lại tùy theo sở nguyện dần dần được ba thừa pháp dẫn đến vào được Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, người được thấy Phật ở hiện đời và người được thấy kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cũng chẳng có gì khác nhau. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và Phật là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Luận, hỏi, ở phẩm trước đã lấy công đức xây bảo tháp đem so với công đức cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, sao lại đem Xá Lợi Phật so với kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, phẩm trước nói công đức thọ trì tu tập Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn công đức xây bảo tháp cúng dường Xá Lợi Phật. Phẩm này nói rõ thêm Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn Xá Lợi Phật, vì Xá Lợi Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Nên biết người xuất gia cầu trí huệ, vì trí huệ là nhân giải thoát, còn người tại gia phần nhiều tham đắm quả phước báo, vì phước báo là nhân an vui. Người xuất gia cầu trí huệ để liễu triệt thật tướng pháp, trong lúc đó thì người tại gia phần nhiều cầu trí thức để phân biệt các pháp tướng, dẫn đến đắm chấp các pháp tướng. Ngài Thích Đại Hòa Nhân đã được nhiều phước báo, ở trong hàng tại gia Ngài là bậc tối thắng nên Ngài, nên nay Ngài cầu trí huệ. Bởi vậy nên khi Phật hỏi trong hai phần ông nhận phần nào, Ngài Thích Đại Hòa Nhân liền bạch Phật rằng, trong hai phần con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật, chẳng phải con chẳng cung kính Xá Lợi Phật. Mặc dù cúng dường Xá Lợi Phật được vô lượng công đức, nhưng vì Xá Lợi Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật nên con xin lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, Ngài Xá Lợi Phất đã biết rõ vị Đế Thích còn thủ Bát Nhã Ba La Mật vì còn ở nơi thế đế, như vậy vì sao Ngài còn muốn vấn nạn? Đáp, vị Đế Thích vẫn còn trong hàng tại gia, vẫn còn các phiền não trói buộc, vẫn còn bị nam dục chi phối mà lại nói được Bát Nhã Ba La Mật nên là việc hy hữu. Do vậy mà Ngài đã chất vấn vị Đế Thích nhằm mục đích giúp vị Đế Thích thưa hỏi Phật đến chỗ thậm thâm hơn. Ngài Thích Đại Hòa Nhân đã thuận theo ý của Ngài Xá Lợi Phất mà đáp lại rằng, hết thảy các pháp đều là bất nhị tướng, vậy chẳng nên nói Bát Nhã Ba La Mật là lớn, Xá Lợi Phật là nhỏ. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị tướng, là vô phân biệt tướng. Ngài Thích Đại Hòa Nhân đã dùng thế đế để hỏi Bát Nhã Ba La Mật vì Ngài muốn sơ phát tâm Bồ Tát được thêm tăng ích và muốn cho chúng hội rõ được lý bất nhị, chẳng còn sanh tâm phân biệt nữa. Vì sợ lợi ích như vậy nên Ngài Thích Đại Hòa Nhân mới xin nhận lãnh Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ Phật tán thán vị Đế Thích rằng, lành thay, ông đã phân biệt rõ ràng các pháp tướng mà cũng khéo nói Bát Nhã Ba La Mật là bất nhị tướng. Nhân đây Phật đã nêu lên thí dụ, nếu có ai muốn phân biệt pháp tánh, dẫn đến muốn phân biệt thật tế bất khả tư nghị tánh là nhị tướng, thì người đó muốn Bát Nhã Ba La Mật nhị tướng. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân nghe Phật dạy như vậy liền được tín tâm thanh tịnh, nên Ngài nói, hết thảy Bồ Tát đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài lại tự lấy tự thân của Ngài để dụ cho Phật, dụ cho Bát Nhã Ba La Mật, lấy pháp tòa của Ngài để dụ cho Xá Lợi Phật, và cuối cùng Ngài kết luận là giữa Xá Lợi Phật và kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật
Ngài sẽ nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Ngài lại bạch Phật tiếp rằng: Con vì thọ trì, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật mà được tâm an định, chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ. Người hành Bát Nhã Ba La Mật biết rõ thật tướng Pháp là chẳng có tướng mạng, chẳng có ngôn thuyết, nên chẳng có gì để sợ hãi cả. Người thọ trì đọc tụng dẫn đến cúng dường Bát Nhã Ba La Mật chẳng đọa vào ba đường ác, chẳng lạc về Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo, đời đời chẳng ly chư Phật, thường đi đến các cõi Phật để cúng dường chư Phật. Do vậy mà hết thảy thế gian, trời người và A-tu-la đều phải tôn trọng, cung kính cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Ngay từ đầu phẩm kinh, khi nghe Phật bảo chọn giữa hai phần Xá Lợi Phật và kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, Ngài Thích Đệ Hoàn Nhân đã liễu ngộ được lý bình đẳng của hết thảy các pháp. Nay vì hết thảy chúng sanh trong khắp cả mười phương thế giới, và vì chính mình, Ngài diễn đạt lý bình đẳng đó trong câu nói: Người được thấy Phật ở hiện đời và người thấy được kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật chẳng có gì khác nhau. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật và Phật chẳng phải hai, chẳng phải khác. Kinh: Ngài Thích Đệ Hoàn Nhân bạch Phật tiếp: Bạch Thế Tôn, Như Lai thị hiện trụ thế, dùng ba pháp sự để thuyết 12 bộ kinh, từ Tu Đa La dẫn đến Yêu Bà Đề Xá. Nếu có thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, thì người này so với Phật trụ thế cũng đồng như nhau. Vì sao? Vì Phật cũng như 12 bộ kinh từ Tu Đa La dẫn đến Yêu Bà Đề Xá đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Bạch Thế Tôn, nếu chư Phật trong mười phương thị hiện trụ thế thuyết 12 bộ kinh từ Tu Đa La dẫn đến Yêu Bà Đề Xá, thì so với thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật cũng đồng như nhau, chẳng có sai khác. Vì sao? Vì chư Phật trong mười phương cũng như 12 bộ kinh từ Tu Đa La dẫn đến Yêu Bà Đề Xá đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng dẫn đến tránh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng bị lạc vào Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này an trú trong bất thối chuyển địa, lại nhờ có Bát Nhã Ba La Mật hộ trì nên xa lìa các khổ não. Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ nào biên chép thọ trì thân cận đọc tụng tôn trọng cung kính cúng dường tán thán kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thì xa lìa được các sự khủng bố. Ví như người trước đây mang nợ, nhưng nay lại được gần gũi một vị quốc vương cung cấp cho tiền của dư thừa, thì người chủ nợ chẳng những không làm khó dễ mà trái lại còn sanh tâm cung kính người ấy nữa. Đây là nhờ nương oai lực của vị quốc vương mà người ấy chẳng còn sợ hãi vậy. Cũng như vậy, nhờ nơi sự tu trì Bát Nhã Ba La Mật của chư Phật mà Xá Lợi Phật được cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn, bởi nhân duyên vận nên trong hai phần con xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh Xá Lợi Phật và 32 tướng tốt của Phật, xuất sanh 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi, xuất sanh 5 Bát Nhã Ba La Mật kia, và thành tựu danh tự Bát Nhã Ba La Mật cũng từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật cùng nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, trong đại thiên thế giới, nếu có ai thọ trì đọc tụng tôn trọng cung kính cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật, thì nơi chỗ người đó ở, tất cả những kẻ ác hoặc là người hoặc là quỷ thần đều chẳng dám đến để làm hại được. Người đó dần dần sẽ được vào Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có đại lợi ích, thường tác hành Phật sự trong cả đại thiên thế giới. Bởi vậy nơi nào có Bát Nhã Ba La Mật là nơi đó chính là có Phật vậy. Ví như Ngọc Mani Bảo Châu, ở nơi nào thì nơi đó các hạng phi nhân chẳng dám đến quấy phá. Nếu có người bị bệnh nóng lạnh mà được đeo Bảo Châu này, tức thì được lành bệnh. Nếu có rắn độc cắn mà có được Bảo Châu đặt lên vết thương, tức thì nọc rắn độc được tiêu trừ. Nếu có người bị đau mắt đến mù lòa mà được đến gần Bảo Châu này, tức thì được sáng mắt. Nếu có người bị bệnh phong củi ghẻ độc mà được đeo Bảo Châu này, tức thì được lành bệnh. Lại nữa, để Bảo Châu này ở nơi nào thì nơi đó khí hậu điều hòa, thời tiết thuận lợi. Thả Bảo Châu này vào nước đục thì nước đục liền trở thành trong. Gói Bảo Châu này vào bao đựng hoặc xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc tím, rồi đem thả vào nước thì nước liền được nhuộm theo màu đó. Lúc bấy giờ Ngài A Nan hỏi vị Đế Thích: Thưa Ngài Kiều Thi Ca, Mani Bảo Châu là ngọc quý ở trên trời hay là ngọc quý ở trên thế gian?
Ngài Thích Đệ Hoàn Nhân đáp: Thưa Đại Đức, bảo châu đó là vật báu ở trên trời. Người ở cõi Diêm Phù Đề cũng có bảo châu tương tự, nhưng công lực chẳng có thể sánh bằng được. Bảo châu đó thanh khiết nhẹ nhàng đẹp đẽ, chẳng có thể lấy gì để so sánh được cả. Nếu đem bảo châu này bỏ vào trong hộp đậy kín, khi đã lấy bảo châu này ra khỏi hộp rồi, mà công lực của bảo châu còn lưu tồn nên chiếc hộp vẫn còn được người tôn quý. Rồi Ngài Thích Đệ Hoàn Nhân bạch Phật, bạch Thế Tôn cũng như vậy. Chỗ nào có người biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thì chỗ đó chẳng có sự não hại. Bạch Thế Tôn, sau khi một vị Phật nhập Niết Bàn mà Xá Lợi được cung kính cúng dường, thì đó chính là nhờ công đức lực của Bát Nhã Ba La Mật, của Đàn Ba La Mật dẫn đến Thiền Ba La Mật, của Nội Không dẫn đến Vô Pháp Hữu Pháp Không, của Bốn Niệm Xứ dẫn đến của 18 Bất Cộng Pháp, của Pháp Tánh, của Pháp Tướng, của Pháp Vị, của Thật Tế Bất Khả Tư Nghị Tánh dẫn đến của Nhất Thiết Trùng Trí. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nghĩ rằng Xá Lợi Phật là chú xứ của Nhất Thiết Trùng Trí, của Đại Từ Đại Bi, thì liền đoạn trừ được các tập khí kiết sử, do vậy mà Xá Lợi Phật được cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn, Xá Lợi Phật là chú xứ của công đức bảo Ba La Mật, của bất cầu bất tịnh Ba La Mật, của bất sanh bất diệt Ba La Mật, của bất xuất bất nhập Ba La Mật, của bất tăng bất giảm Ba La Mật, của bất khứ bất lai Ba La Mật. Xá Lợi Phật cũng là chú xứ của các pháp tướng Ba La Mật. Do chư Phật quân tu các pháp tướng Ba La Mật mà Xá Lợi Phật được tôn trọng cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn, chẳng luận lấy số lượng Xá Lợi Phật để khắp cả đại thiên thế giới, mà cho đến lấy số lượng Xá Lợi Phật để khắp cả hằng hà sa thế giới trong mười phương làm một phần, và lấy người biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật làm một phần, thì trong hai phần đó con cũng xin nhận lãnh Phật Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra Xá Lợi Phật, do chư Phật quân tu Bát Nhã Ba La Mật mà Xá Lợi Phật được tôn trọng cung kính cúng dường. Bạch Thế Tôn, nếu vô thiện nam thiện nữ nào tôn trọng cung kính cúng dường Xá Lợi Phật thì sẽ được vô lượng vô biên công đức, được hưởng phước lạc ở cõi trời cõi người, dẫn đến nhờ nhân duyên phước đức này mà sẽ tận diệt các khổ. Nếu vô thiện nam thiện nữ nào biết chép thọ trì thân cận đọc tụng thuyết giảng, dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ được đầy đủ Đàn Ba La Mật dẫn đến Thiền Ba La Mật, đầy đủ Bốn Niệm Xứ dẫn đến 18 Bất Cộng Pháp, sẽ an trú Bồ Tát vị, thủ thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật an trú nơi Bồ Tát vị. Thiện nam thiện nữ này sẽ được đầy đủ các thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bạch Thế Tôn, chẳng phải con khởi tâm bất kính đối với Xá Lợi Phật mà chẳng nhận lãnh phần Xá Lợi. Vì sao? Vì cúng dường Bát Nhã Ba La Mật cũng là cúng dường Xá Lợi Phật vậy. Bạch Thế Tôn, nếu thiện nam thiện nữ nào muốn thấy pháp thân của chư Phật hiện tại ở trong khắp mười phương thế giới thì phải thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, và còn phải vì người khác thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ này khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật cũng phải y nơi pháp tướng mà tu tập niệm Phật tam muội. Lại nữa, thiện nam thiện nữ nào muốn thấy chư Phật hiện tại cũng phải thọ trì thân cận đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, cũng như phải vì người khác thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Luận: Phật thị hiện nơi ba pháp sự để vì chúng sanh thuyết 12 bộ kinh. Hỏi: Phật thuyết đầy đủ 12 bộ kinh như vậy, vì sao nói thiện nam thiện nữ nào thọ trì đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật thì so với Phật trụ thế cũng đồng như nhau? Đáp: Phật muốn tán thán Bát Nhã Ba La Mật nên nói trong 12 bộ kinh thì Bát Nhã Ba La Mật là thù thắng hơn cả. Lại nữa, người đã phát tâm hành Bồ Tát Đạo thì cũng phải thuyết 12 bộ kinh, bao gồm hết thảy các giáo pháp của cả ba thừa giáo, mà ở trong đó Bát Nhã Ba La Mật là pháp tối thượng. Vì sao? Vì tất cả giáo pháp của cả ba thừa giáo đều quy nhiếp về Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên người thọ trì thân cận đọc tụng, dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật chọn chẳng ly tát bà nhã tâm là như Phật vậy. Thiện nam thiện nữ nào cung kính cúng dường kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thì xa lìa được các sự khủng bố. Trong kinh nêu thí dụ người mang nợ mà được một vị vua che chở thì chẳng còn sợ hãi. Nhà vua dụ cho Bát Nhã Ba La Mật và người mang nợ dụ cho Xá Lợi Phật. Mang nợ nói ở đây
dù cho sự huân tập tội nghiệp từ đời trước mà đời này phải thọ nghiệp báo. Sự che chở của nhà vua đối với người mang nợ, dù cho sự hộ trì của Bát Nhã Ba La Mật lực đối với người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, khiến các duyên nghiệp đời trước được tiêu trừ. Oai lực của nhà vua khiến người mang nợ chẳng còn sợ hãi mà lại còn được tôn kính. Oai lực của Bát Nhã Ba La Mật khiến người thọ trì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có sợ hãi, được tôn trọng cung kính cúng dường. Trong kinh cũng nêu ra thí dụ Mani Bảo Châu tiêu trừ được các bệnh, cũng như vậy Bát Nhã Ba La Mật tiêu trừ được các duyên nghiệp đời trước, khiến các thiện hạnh được thành tựu như ý nguyện. Hỏi: trong bảy thứ ngọc quý thì Mani Bảo Châu này thuộc về loại nào? Đáp: có thuyết nói rằng Mani Bảo Châu này ở trong não của Long Vương. Người nào có được loại ngọc quý này thì các độc dược độc trùng chẳng có thể làm hại được, ngược lại còn được nhị hưởng nhiều phước đức. Có thuyết nói rằng Mani Bảo Châu ở trên thiên giới, khi Đế Thích giao tranh với Atula đã đánh rơi ngọc quý này xuống cõi Diêm Phù Đà. Có thuyết nói rằng Mani Bảo Châu này chính là biến thể của Xá Lợi Phật. Khi Phật Pháp gần đến thời kỳ diệt thì Xá Lợi Phật biến thể thành loại ngọc quý này để làm lợi ích cho chúng sanh. Lại có thuyết nói rằng khi chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đà đã được đầy đủ phước đức thì Mani Bảo Châu này trở thành Như Ý Bảo Châu. Như trước đây đã nói, Như Ý Bảo Châu thường hóa sanh hết thảy các thứ vật báu, áo quần, chăn mền, các thức ăn uống, các loại cây cỏ thuốc, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của chúng sanh. Tùy theo sự nguyện cầu của họ, ngọc quý này lại có công năng tiêu trừ bệnh hoạn, khổ nạn. Bảo Châu có hai loại, loại ở cõi trời, loại ở cõi người. Cả hai loại Bảo Châu này đều đem lại nhiều phước đức rất thù thắng. Nếu để ngọc quý này ở trong nhà thì các quỷ thần đều ủng hộ, khiến được rất nhiều oai đức. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bát Nhã Ba La Mật đều ban bố phước lạc cho chúng sanh. Người xuất gia cầu ba thừa đạo, nhờ được Bát Nhã Ba La Mật hộ trì mà được giải thoát lạc, được thành tựu như ý các nguyện. Như Ý Bảo Châu trừ được 404 thứ bệnh căn bản. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật trừ được 84.000 thứ bệnh do ba độc tham sân si và các đẳng phần bệnh gây ra. Tham dục gây ra 20.000 bệnh, sân nhuế gây ra 20.000 bệnh, ngu si gây ra 20.000 bệnh. Ngoài ra còn có 20.000 đẳng phần bệnh. Đây là những loại bệnh xen lẫn giữa tham sân si, hoặc tham với sân, hoặc tham với si, hoặc sân với si, hoặc cả tham sân và si. Ví như pháp quán bất tịnh trừ được bệnh tham dục, pháp quán nhân duyên trừ được bệnh ngu si. Hai pháp quán ấy vừa trừ được bệnh tham dục, vừa trừ được bệnh ngu si, vân vân. Trừ các bệnh xen lẫn với nhau như vậy gọi là trừ đẳng phần bệnh. Như Ý Bảo Châu trừ được các bệnh nóng, bệnh lạnh. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật trừ được các bệnh vô minh, bất tín, bất kính, giải đãi. Như Ý Bảo Châu, để ở đâu thì ở đó các độc trùng chẳng dám đến phá hoại. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật ở đâu thì ở đó có ba độc tham sân si chẳng gây tác hại được. Ví như người đang bệnh đau mắt mà gặp được Như Ý Bảo Châu thì liền được lành bệnh. Cũng như vậy, người bị vô minh tà kiến mê hoặc, nếu được Bát Nhã Ba La Mật soi sáng thì liền được huệ nhãn. Như Ý Bảo Châu bỏ vào nước đục thì nước ấy liền trở thành trong. Cũng như vậy, người có được Bát Nhã Ba La Mật lực thì chẳng còn chấp các pháp, cũng chẳng còn sanh cấu tâm. Nhờ vậy mà vào được bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, thành tựu được bốn quả thanh văn và bích chi Phật đạo. Người tu tập Bát Nhã Ba La Mật quán các pháp đều là tự tánh không, nên mặc dù tùy thuận chúng sanh hành Bồ Tát đạo, phương tiện hành các pháp để làm lợi ích chúng sanh mà tâm chẳng chấp, vô chấp, chẳng chướng ngại, vô chướng ngại. Thế nhưng công đức của Bát Nhã Ba La Mật thù thắng hơn rất nhiều. Như Ý Bảo Châu chỉ trừ được ác quỷ, chẳng trừ được thiên ma. Bát Nhã Ba La Mật trừ được ác quỷ lẫn thiên ma. Như Ý Bảo Châu chỉ trừ được thân bệnh, Bát Nhã Ba La Mật trừ được cả thân bệnh lẫn tâm bệnh. Như Ý Bảo Châu chỉ giúp người trị thân bệnh, Bát Nhã Ba La Mật trị được hết thảy tâm bệnh và thân bệnh của người, cũng như các thiên long quỷ thần. Như Ý Bảo Châu chỉ chiếu sáng một vùng trong đêm tối, Bát Nhã Ba La Mật chiếu khắp đến vô lượng vô minh hắc ám và bất cộng vô minh, trị tận gốc hết thảy vô minh si ám. Như Ý Bảo Châu phá được sự nóng bức của mặt trời, Bát Nhã Ba La Mật phá luôn cả sự nóng bức thiêu đốt thân lẫn sự nóng bức thiêu đốt tâm do ba độc tham sân và si gây nên.
Như ý Bảo Châu trừ được gió lạnh lẽo, Bát Nhã Ba La Mật trừ được tâm bất tín bất kính của chúng sanh đối với Tam Bảo ngay khi vừa mống khởi. Như ý Bảo Châu chẳng có thể trừ được các tà kiến ác độc, Bát Nhã Ba La Mật trừ được các tà kiến ác độc. Như ý Bảo Châu chỉ trừ được bệnh nhục nhãn, Bát Nhã Ba La Mật trừ được bệnh của tâm nhãn. Như ý Bảo Châu chỉ trừ được bệnh nhục nhãn, mà nhục nhãn này chẳng tạo ra như ý Bảo Châu. Bát Nhã Ba La Mật trừ được các bệnh của nhãn tâm, mà huệ tâm nhãn lại có thể dẫn sanh Bát Nhã Ba La Mật. Như ý Bảo Châu trị được bệnh của nhục nhãn, nhưng bệnh lại có thể bị tái phát. Bát Nhã Ba La Mật trị được bệnh của tâm nhãn và khiến huệ tâm nhãn luôn luôn được rốt ráo thanh tịnh. Như ý Bảo Châu trị được bệnh trong ba đời, Bát Nhã Ba La Mật trị được bệnh trong vô lượng đời. Như ý Bảo Châu làm cho nước đục trở thành trong, Bát Nhã Ba La Mật làm cho sáu căn sáu thức cùng hết thảy các uế tâm trở thành thanh tịnh. Bát Nhã Ba La Mật lực độ được vô lượng chúng sanh trong khắp mười phương, khiến họ có được oai đức thủ thắng. Nếu biết có người huân tu Bát Nhã Ba La Mật mà cung kính cũng dường người ấy thì cũng được Bát Nhã Ba La Mật công đức. Phàm phu chỉ quý Xá Lợi, các bậc thánh hiền quý Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì ở trong thánh pháp thì Bát Nhã Ba La Mật là đệ nhất. Bởi vậy người tu tập Bát Nhã Ba La Mật chọn chẳng ly tát bà nhã tâm chắc chắn sẽ vào được Phật đạo. Lại nữa, thấy được Bát Nhã Ba La Mật mà nhất tâm cung kính cúng dường thì sẽ được vô lượng phước đức, dần dần sẽ vào được Phật đạo. Hỏi: bốn nhóm bệnh đã nêu trước đây bao gồm hết thảy các loại bệnh này, vì sao chỉ nói riêng về bệnh của nhãn? Đáp: ví dụ của nhãn rất nhiều nên cần phải đề cập đến vậy. Ngoài nhục nhãn, mắt thịt còn có thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Đoạn kinh trên đây nói về nhục nhãn và huệ nhãn. Hỏi: Sáng Lợi Phật là chú xứ của sáu pháp Ba La Mật, cũng là chú xứ của nhất thiết chủng trí. Vì sao giữa Sáng Lợi Phật và Bát Nhã Ba La Mật, vị đế thích lại xin nhận lãnh phần Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: như trước đây đã nói, Sáng Lợi Phật xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà chư Phật mới được nhất thiết chủng trí, mới được Xá Lợi, và Xá Lợi mới được cung kính cúng dường. Trong hết thảy các pháp thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp dẫn đạo. Bát Nhã Ba La Mật ví như vua, Xá Lợi Phật ví như vị thần tướng. Bởi vậy nên cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật trước, rồi sau đó mới cúng dường tán thán Xá Lợi Phật. Ngoài ra cũng nên biết rằng cúng dường tán thán Bát Nhã Ba La Mật là đã cúng dường tán thán Xá Lợi Phật rồi vậy. Kinh: Ngài Thích Đại Hoằng Nhân tiếp: Bạch Thế Tôn, pháp tướng có hai loại là hữu vi pháp tướng và vô vi pháp tướng. Thế nào là hữu vi pháp tướng? Đó là trí huệ trong nội không dẫn đến trong vô pháp hữu pháp không, trong bốn niệm xứ, trong tám thánh đạo, trong mười lực, trong bốn vô sở ý, trong bốn vô ngạn trí dẫn đến trong 18 bất cộng pháp. Đó cũng là trí huệ trong thiện pháp, trong bất thiện pháp, trong hữu lậu pháp, trong vô lậu pháp, trong thế gian pháp, trong xuất thế gian pháp. Như vậy gọi là hữu vi pháp tướng. Thế nào là vô vi pháp tướng? Đó là tự tánh bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịch, bất tăng bất giảm của hết thảy các pháp. Như vậy gọi là vô vi pháp tướng. Thế nào là tự tánh của các pháp? Tánh vô sở hữu chính là tự tánh của các pháp. Đây cũng chính là vô vi pháp tướng vậy. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, các đức Phật trong quá khứ do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Hàng đệ tử của các đức Phật quá khứ do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được bốn quả Thanh Văn và Bích Chi Phật đạo. Các đức Phật ở hiện tại và ở vị lai cũng do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Hàng đệ tử của các đức Phật hiện tại và vị lai cũng do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà được bốn quả Thanh Văn và Bích Chi Phật đạo. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói nghĩa của cả ba thừa giáo. Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng pháp, vì là pháp vô sanh vô diệt. Bát Nhã Ba La Mật là bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất tác bất khởi, bất xuất bất nhập, bất thủ bất xả. Bởi vậy nên khi hành Bồ Tát hạnh, Bồ Tát thường y vào thế tục pháp thay vì y vào đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật chẳng có phân biệt bỉ thử biên bờ bên này và biên bờ bên kia. Chẳng có cao thấp, chẳng có tướng, cũng chẳng phải chẳng có tướng, phi tướng. Chẳng phải thế gian, cũng chẳng phải xuất thế gian. Chẳng phải hữu vi, cũng chẳng phải vô vi. Chẳng phải thiện, cũng chẳng phải bất thiện.
chẳng phải hiện tại, quá khứ hay vị lai. Này kiểu thi ca, bát nhã ba la mật, chẳng thủ thanh văn pháp và bích chi Phật pháp, mà cũng chẳng xả phạm vu pháp. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, biết rõ tâm của hết thảy chúng sanh, cũng như chúng sanh đều là bất khả đắc, dẫn đến tri giả kiến giả cũng bất khả đắc, Bồ Tát cũng bất khả đắc. Bồ Tát cũng biết rõ sắc dẫn đến thức bất đắc, nhãn dẫn đến ý bất đắc, sắc dẫn đến pháp bất đắc, nhãn thức dẫn đến ý thức bất đắc, nhãn xúc dẫn đến ý xúc bất đắc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ bất đắc, bổ niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp bất đắc, Phật pháp bất đắc, vô thượng bồ đề bất đắc, dẫn đến Phật bất đắc. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng phải vì đắc pháp mà diễn xuất. Vì sao? Vì tự tánh của bát nhã ba la mật là vô sở hữu, là bất khả đắc, dẫn đến bất khả đắc đó cũng là bất khả đắc. Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này kiều thi ca, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, biết rõ vô thượng bồ đề còn bất khả đắc, huống nữa là Bồ Tát và Bồ Tát pháp. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát chỉ hành bát nhã ba la mật mà chẳng có hành các ba la mật khác hay sao? Phật dạy: Này kiều thi ca, Bồ Tát hành đầy đủ sáu pháp ba la mật mà vẫn biết rõ các ba la mật đều là bất khả đắc. Ví như khi thật hành đàn ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có người thí, chẳng thấy có người thọ, cũng chẳng thấy có tài vật dùng để bố thí. Khi hành thi la ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có giới, chẳng thấy có người chỉ giới, cũng chẳng thấy có người phá giới. Dẫn đến khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy có trí huệ, chẳng thấy có người có trí huệ, cũng chẳng thấy có người không trí huệ. Này kiều thi ca, do điều bát nhã ba la mật dẫn đạo, nên khi hành bố thí, Bồ Tát mới được đầy đủ đàn ba la mật, khi hành trì giới mới được đầy đủ thi la ba la mật, khi hành nhẫn nhục mới được đầy đủ sẵn đè ba la mật, khi hành tinh tấn mới được đầy đủ tỷ lê gia ba la mật, khi hành thiền định mới được đầy đủ thiền ba la mật, khi quán các pháp mới được đầy đủ bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát dụng vô sở đắc, quán hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí đều là bất khả đắc cả. Này kiểu thi ca, ví như các cây ở cõi Diêm Phù Đề có thân, có cảnh, có lá, có hoa sai khác nhau rất nhiều, nhưng bóng im mát của cây chẳng có gì sai khác nhau. Cũng như vậy, các bát nhã ba la mật tuy có sai khác nhau, nhưng khi đã vào trong bát nhã ba la mật, vào trong nhất thiết trùng trí rồi, thì chẳng còn sai khác nhau nữa, vì đều là bất khả đắc cả. Ngài Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật thành tựu đại công đức vô lượng, công đức vô biên, công đức vô đẳng đẳng công đức. Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật, rồi thọ trì đọc tụng, tôn trọng cung kính cúng dường, tán thán tránh ước niệm, đúng như pháp mà tu tập bát nhã ba la mật. Lại nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật, rồi đem cúng dường cho người khác, Bạch Thế Tôn, trong hai người nêu trên đây, người nào có được phước đức nhiều hơn? Phật dạy: Này kiều thi ca, ta hỏi lại ông, tùy ý ông đáp. Ý ông nghĩ sao? Nếu có người cung kính cúng dường tán thán xá lợi Phật, lại có người tán xá lợi Phật thành hạt nhỏ, rồi đem cúng dường cho người khác, trong hai người đó người nào có phước đức nhiều hơn? Ngài Thích Đại Hoàn Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, theo như nghĩa mà con được nghe Phật dạy, thì giữa người cung kính cúng dường tán thán xá lợi Phật và người tán xá lợi Phật thành hạt nhỏ chia cho người khác, ắt người sau có phước đức nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, vì phước lợi cho hết thảy chúng sanh mà Phật nhập Hỏa Châu Tam Muội, phá nát kim cang thân thành nhiều hạt xá lợi. Vì sao? Vì sau khi Phật diệt độ, người cúng dường xá lợi Phật dù nhỏ như hạt cải cũng có được vô lượng vô biên phước đức, dẫn đến tận đoạn được các khổ. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này kiều thi ca, nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật, rồi cung kính cúng dường tán thán, nếu có thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật, rồi đem cho người khác đọc, thì người sau được công đức nhiều hơn người trước. Nếu có thiện nam thiện nữ đúng như nghĩa trong bát nhã ba la mật mà diễn nói cho người khác nghe, khai thị phân biệt, khiến cho người khác dễ hiểu, thì công đức của người sau này lại còn nhiều hơn hai người trước nữa. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này nghe bát nhã ba la mật
rồi đúng như nghĩa khai thị sẽ nói cho người khác nghe là người có phạm hạnh cao siêu, phải xem người đó như Phật. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật tức là Phật. Bát nhã ba la mật chẳng khác Phật, Phật chẳng khác bát nhã ba la mật. Chư Phật trong ba đời do tu tập bát nhã ba la mật mà được vô thượng Bồ Đề. Người có phạm hạnh cao siêu chính là bậc đại Bồ Tát bất thối chuyển, cũng do tu tập bát nhã ba la mật mà sẽ được vô thượng Bồ Đề. Hàng thanh văn do tu tập bát nhã ba la mật mà sẽ được A La Hán đạo. Người cầu Bích Chi Phật đạo cũng do tu tập bát nhã ba la mật mà sẽ được Bích Chi Phật đạo. Hàng Bồ Tát cũng do tu tập bát nhã ba la mật mà sẽ vào được Bồ Tát vị. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào muốn tôn trọng cung kính cúng dường Phật hiện tại thì phải tôn trọng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, ngay khi ta vừa được vô thượng Bồ Đề nghĩ đến lợi ích này, ta tự hỏi ta nên y chỉ nơi pháp nào, ta nên tôn trọng cung kính cúng dường pháp nào. Này Kiều Thi Ca, trong thế gian chẳng ai bằng Phật, nên ta lại tự niệm pháp của ta đạt được đã đem lại cho ta quả vị Phật. Ta đã cung kính cúng dường pháp ấy, y chỉ và an trú nơi pháp ấy. Pháp ấy là gì? Đó chính là bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, Phật còn tôn trọng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật, Phật còn y chỉ và an trú nơi bát nhã ba la mật. Như vậy, thiện nam thiện nữ nào muốn được vô thượng Bồ Đề thì phải tôn trọng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật, y chỉ và an trú nơi diệu pháp đó. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật xuất sanh chư đại Bồ Tát và chư Phật vậy. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào muốn cầu thanh văn đạo, muốn cầu Bích Chi Phật đạo, dẫn đến muốn cầu Phật đạo phải tôn trọng cung kính cúng dường bát nhã ba la mật, phải y chỉ nơi bát nhã ba la mật. Luận hỏi: vì nhân duyên gì mà nói về hữu vi pháp tướng và vô vi pháp tướng? Đáp: khi vị Đế Thích tán thán bát nhã ba la mật nhiếp hết thảy các pháp, ngài muốn tạo duyên khởi để nói về hữu vi pháp tướng. Vị Đế Thích nói rằng: hữu vi pháp tướng là trí huệ trong nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, trong bốn niệm xứ, trong tám thánh đạo, trong mười lực, trong bốn vô sở quý, trong bốn vô ngại trí, dẫn đến trong 18 bất cộng pháp. Đó cũng chính là trí huệ trong thiện pháp, trong bất thiện pháp, trong hữu lậu pháp, trong vô lậu pháp, trong thế gian pháp, trong xuất thế gian pháp. Trái với hữu vi pháp tướng và là vô vi pháp tướng, hết thảy hữu vi pháp tướng và vô vi pháp tướng đều nhiếp trọn ở trong bát nhã ba la mật. Hữu vi pháp là chỗ hiển dụng, vô vi thiện pháp là chỗ tâm y trì, vô thiện pháp là pháp căn bản mà các Bồ Tát sơ phát tâm phải tu tập mới vào được bát nhã ba la mật, mới được vô sanh pháp nhẫn. Vì sao? Vì có tu tập như vậy mới tránh được sự ái nhiễm pháp, chẳng tăng hay xả pháp, chẳng y trì vào niết bàn, chẳng ly hữu vi pháp mà vẫn được vô vi pháp. Bởi vậy nên trong đại thừa Ma Ha diễn, bát nhã ba la mật mới dụng vô tướng pháp mà rộng nói cả ba thừa giáo. Ví như khi nói về các pháp vô sanh vô diệt, Bồ Tát tưởng y vào thế tục đế thay vì y vào đệ nhất nghĩa đế. Bồ Tát thật hành tướng pháp, tuy thường quán hết thảy chúng sanh mà vẫn biết chúng sanh là bất khả đắc, tuy thường hành hết thảy pháp mà vẫn biết rõ các pháp đều là tự tánh không. Vì sao? Vì dụng tâm vô sở đắc hành các pháp mới thật là hành bát nhã ba la mật. Phật ấn chứng và tán thán lời trình bày của các vị Đế Thích và nói rằng: Bồ Tát nên tu tập như vậy mới được vô thượng Bồ Đề, nhưng chẳng nên chấp vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì vô thượng Bồ Đề cũng là bất khả đắc. Lúc bấy giờ Ngài Thích Đại Hoàn Nhân tự niệm: nếu nói bát nhã ba la mật là pháp rốt ráo thì người tu chỉ cần hành bát nhã ba la mật mà chẳng cần phải hành các pháp bát nhã ba la mật khác hay sao? Phật dạy: Bồ Tát phải tu tập 6 pháp ba la mật, nhưng phải dùng bát nhã ba la mật dẫn đạo, tức là phải dụng tâm vô sở đắc mới hòa hợp được các ba la mật. Ngược lại, nếu chỉ tu bát nhã ba la mật mà chẳng tu năm ba la mật kia thì chẳng sao có thể có được đầy đủ các công đức. Ví như kẻ vô trí nghe nói muối là gia vị chủ yếu của tất cả các món ăn mà bèn bốc cả năm muối cho vào món ăn khiến chẳng sao ăn được, hoặc ăn vào phải mang bệnh vậy. Cũng như vậy, người tu hành muốn trừ tâm chấp phải hành bát nhã ba la mật. Thế nhưng nếu khởi tâm chấp không thì sẽ rơi vào tà kiến, khiến chẳng có thể tu các thiện pháp được.
Trái lại, nếu biết dùng bát nhã ba la mật lực để hòa hợp năm ba la mật kia, thì công đức mới được đầy đủ. Như vậy, nếu được bát nhã ba la mật soi sáng dẫn đạo, thì bố thí dẫn đến thiền định mới được gọi là đàn ba la mật, dẫn đến mới được gọi là thiền ba la mật. Bởi nhân duyên vậy nên nói sáu pháp ba la mật đều bình đẳng, đều chỉ là một tướng nhất tướng. Ví như cõi Diêm Phù Đà có hồ Ana Bà Đạt Na chảy ra bốn con sông lớn. Con sông Đại Hà lớn nhất trong bốn con sông, có đến 500 sông nhánh. Nước từ khắp nơi theo các sông nhánh chảy dồn về sông Đại Hà rồi chảy ra biển. Khi đã vào biển thì tất cả các dòng nước này đều chẳng còn là nước riêng của bất cứ sông nào, mà trở thành nước của biển đều cùng một vị. Cũng như các cây có thân cảnh lá hoa khác nhau, nhưng bóng cây đều cùng một tánh im mát như nhau. Hỏi, thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật là việc khó làm. Còn biên chép bát nhã ba la mật để cúng dường cho người khác là việc dễ làm hơn. Vì sao nói, công đức biên chép bát nhã ba la mật rồi cúng dường cho người khác thù thắng hơn? Đáp, thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm, tu tập bát nhã ba la mật tuy việc là việc khó làm, nhưng là việc làm lợi ích riêng cho mình nên chỉ được ít công đức. Còn biên chép kinh điển cúng dường cho người khác đọc tụng là việc làm lợi tha, là vận hành vô ngã nên công đức thù thắng hơn. Bởi vậy nên khi Phật hỏi vị Đế Thích về các trường hợp tự mình cúng dường xá lợi Phật và phân bố xá lợi Phật cho nhiều người khác được cúng dường, bên nào có phước đức nhiều hơn, thì vị Đế Thích trả lời ngay rằng phân bố xá lợi Phật cho nhiều người khác cúng dường được phước đức thù thắng hơn nhiều. Vì sao? Vì đây là vận hành tâm vô ngã, tâm từ bi mới có thể làm được vậy. Phật từ bi vô lượng nên đã dùng hỏa châu tam muội để phá nát thân kim cang của Ngài thành xá lợi, khiến chúng sanh có được xá lợi Phật để cung kính cúng dường. Do cúng dường xá lợi Phật mà được thiện căn tăng trưởng, dần dần vào được vô thượng Bồ Đề. Hỏi, phước đức tại tâm, như vậy cần gì Phật phải dùng hỏa châu tam muội làm nát thân kim cang thành xá lợi để cho chúng sanh cúng dường làm gì? Vì sao nói, người biên chép kinh điển cho người khác xem lại có được phước đức thù thắng hơn người cúng dường xá lợi? Đáp, tín tâm thanh tịnh thường được phát khởi từ hai duyên, đó là nơi nội tâm có chánh ức niệm tam bảo, nương theo ngoại duyên cầu phước điển vô thượng. Ví như hạt giống tốt gieo vào ruộng tốt, ắt sẽ thu hoạch được mùa gặt tốt. Xá lợi Phật là phước điển tốt, nếu phát tâm tinh tấn cúng dường xá lợi Phật, ắt sẽ được đại phước báo. Thế nhưng người biên chép kinh điển đem cho người khác để họ thọ trì đọc tụng cung kính cúng dường, dẫn đến tránh ước niệm tu tập, hoặc người rộng giải nghĩa kinh cho đại chúng nghe thì sẽ được phước đức thù thắng hơn nữa. Bởi vậy nên xem người đó như là vị Phật sẽ thành trong đời vị lai. Phật dùng hai nhân duyên để chứng minh rằng bát nhã ba la mật là pháp thù thắng nhất trong tất cả các pháp. Đó là chư thánh hiền trong cả ba đời đều do tu tập bát nhã ba la mật mà vào được thánh đạo. Chư Phật trong cả ba đời đều do tu tập bát nhã ba la mật mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Phật cũng tôn bát nhã ba la mật làm mẹ, làm thầy. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là thật tướng các pháp. Đây là một đại sự nhân duyên. Phật muốn khai thị cho chúng sanh rõ bát nhã ba la mật là pháp căn bản của Bồ Tát. Do tu tập bát nhã ba la mật mà chư đại Bồ Tát thành đạt được quả vị vô thượng, hiển dụng đại bi tâm làm các việc lợi ích để an lạc chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên người tu thành phần đạo và bích chi Phật đạo muốn mau được an định trong ba giải thoát môn đều phải tín thọ tu tập cung kính cúng dường bát nhã ba la mật. Trừ Bồ Tát phải thật hành đầy đủ bát nhã ba la mật, nghĩa là phải nhất tâm tín thọ cung kính cúng dường, dẫn đến tránh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật, lại còn phải biên chép kinh quyển bát nhã ba la mật cho người khác đọc đúng như nghĩa trong bát nhã ba la mật, mà sẽ nói cho người khác nghe, khai thị phân biệt khiến họ dễ hiểu. Chứ Bồ Tát phải thật hành đầy đủ bát nhã ba la mật như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Hết quyển 59. Luận Đại Trí Độ, quyển 60. Phẩm thứ 38, giảo lượng pháp thí, so sánh và lượng định về pháp thí, kinh. Lúc bấy giờ Phật bảo vị Đế Thích rằng, này Kiều Thi Ca,
Nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đà tu tập 10 thiện đạo, ý ông nghĩ sao, người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hòa Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, chẳng phải như vậy. Nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc tụng và diễn nói cho người khác nghe thì được phước đức thù thắng hơn. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng rãi về các pháp vô lậu, thiện nam thiện nữ phải ở trong đó mà tu học. Người trước đã học dạy người nay học, người nay học dạy người sau học, để dần dần vào chánh pháp vị, được quả tu đà hoàn dẫn đến quả A-La-Hán, được bích chi Phật đạo dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, những gì gọi là vô lậu pháp, đó là bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, là bốn thánh đế, là nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, là 10 phần lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Thiện nam thiện nữ tu tập các pháp này là người đã được hoặc hiện được hoặc sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dạy cho một người tu được quả tu đà hoàn, được phước đức nhiều hơn là dạy cho nhiều người trong cõi Diêm Phủ Đà tu tập 10 thiện đạo. Vì dạy người tu tập 10 thiện đạo chưa làm cho họ xa lìa được các khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, còn dạy người tu được quả tu đà hoàn làm cho họ xa lìa được các khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh, dạy người tu được các quả tu đà hoàn A-na-hàm, A-la-hán, bích chi Phật cũng là như vậy. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dạy cho nhiều người tu được quả tu đà hoàn, tư đà hoàn, A-na-hàm, A-la-hán, bích chi Phật, chẳng được phước đức bằng dạy cho một người tu được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới có các quả tu đà hoàn dẫn đến A-la-hán, có bích chi Phật, Phật đạo, có Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy, nên thiện nam thiện nữ nào biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc, thuyết giảng cho người khác nghe được vô lượng phước đức. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các thiện pháp, từ nơi các thiện pháp này mà ở thế gian xuất sanh các đại gia đại tộc, các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên, xuất sanh bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí, xuất sanh quả tu đà hoàn dẫn đến quả Phật. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sanh trong bốn châu thiên hạ tu tập 10 thiện đạo, ý ông nghĩ sao, người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hòa Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe, chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong bốn châu thiên hạ tu tập 10 thiện đạo, mà đến dạy cho hết thảy chúng sanh trong tiểu thiên thế giới, trong trung thiên thế giới, trong đại thiên thế giới, dẫn đến trong hàng xa thế giới tu tập 10 thiện đạo, thì phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức do biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà trú nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, được năm thần thông, ý ông nghĩ sao, người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đại Hòa Nhân đáp: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe, chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đà, mà dạy cho chúng sanh trong cả bốn châu thiên hạ, trong tiểu thiên thế giới, trong trung thiên thế giới, trong đại thiên thế giới, dẫn đến trong hằng hà xa thế giới, trú nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, được năm thần thông, thì được phước đức ấy cũng chẳng sao bằng được phước đức do biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các thiện pháp. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, được phước đức thù thắng hơn người dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đà tu tập 10 thiện đạo, bốn thiện, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, năm thần thông. Vì sao? Vì người này thọ trì dẫn đến chánh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng trú trong nhị pháp cũng chẳng trú trong bất nhị pháp.
Người này thọ trì dẫn đến chánh ước niệm, tu tập năm ba la mật kia, cũng chẳng trú trong nhị pháp và bất nhị pháp, dẫn đến chánh ước niệm về vô thượng bồ đề và nhất thiết chủng trí. Người này cũng chẳng trú trong nhị pháp, chẳng trú trong bất nhị pháp. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dùng phương tiện để vì người khác thuyết giảng về nghĩa bát nhã ba la mật và khai thị phân biệt cho người khác hiểu rõ về nghĩa bát nhã ba la mật, thì người này được vô lượng phước đức. Thế nào là nghĩa bát nhã ba la mật? Này Kiều Thi Ca, nghĩa bát nhã ba la mật là chẳng phải nhị tướng quán, chẳng phải bất nhị tướng quán, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, chẳng phải trú, chẳng phải bất trú, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, chẳng phải trước, chẳng phải bất trước, chẳng phải nhân, chẳng phải bất nhân, chẳng phải pháp, chẳng phải bất pháp, chẳng phải như, chẳng phải bất như, chẳng phải thật tế, chẳng phải chẳng thật tế. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào y theo nghĩa bát nhã ba la mật như vậy mà dùng phương tiện để phân biệt khai thị, diễn nói cho người khác được rõ, thì được phước đức thù thắng hơn là tự mình thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào tự mình thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ước niệm tu tập bát nhã ba la mật, lại cũng dùng phương tiện phân biệt khai thị diễn nói cho người khác được hiểu, thì được vô lượng vô biên phước đức. Ngài Tích Đề Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ phân biệt khai thị diễn nói bát nhã ba la mật như vậy, làm cho người khác hiểu rõ về nghĩa của bát nhã ba la mật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dùng phương tiện phân biệt khai thị diễn nói bát nhã ba la mật, khiến người khác hiểu rõ về nghĩa của bát nhã ba la mật, được vô lượng vô biên công đức. Này Kiều Thi Ca, người dùng phương tiện để phân biệt khai thị diễn nói bát nhã ba la mật, khiến người khác được hiểu rõ về nghĩa của bát nhã ba la mật, được công đức thù thắng hơn người trọn đời tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng dường chư Phật trong mười phương. Vì sao? Chư Phật quá khứ và hiện tại do tu tập bát nhã ba la mật mà được vô thượng bồ đề. Chư Phật vị lai cũng do tu tập bát nhã ba la mật mà sẽ được vô thượng bồ đề. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, người dùng phương tiện để phân biệt khai thị sẽ nói bát nhã ba la mật, khiến người khác được hiểu rõ về nghĩa của bát nhã ba la mật, được công đức thù thắng hơn người trong vô lượng vô biên kiếp tinh cần hành bố thí. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này dụng tâm vô sở đắc hành bát nhã ba la mật vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu dụng tâm hữu sở đắc mà bố thí, thì khi bố thí vẫn còn thấy ta là người bố thí, thấy có người thọ sự bố thí của ta, thấy có tài vật mà ta đem ra bố thí như vậy chẳng phải là đạt ba la mật. Cũng vậy, nếu còn dụng tâm chấp ngã mà trì giới thì chẳng được thi la ba la mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà hành nhẫn nhục thì chẳng được sẵn đẻ ba la mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà hành tinh tấn thì chẳng được tỷ lê gia ba la mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà hành thiền định thì chẳng được thiền ba la mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà tu trí huệ thì chẳng được bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dụng tâm hữu sở đắc hành bố thí dẫn đến hành trí huệ như vậy, chẳng được đầy đủ đạt ba la mật, dẫn đến chẳng được đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải tu tập như thế nào mới được đầy đủ đạt ba la mật, dẫn đến được đầy đủ bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, bố thí mà chẳng thấy ta là người bố thí, chẳng thấy có người thọ sự bố thí, chẳng thấy có tài vật mà ta dùng để bố thí, mới gọi là được đầy đủ đạt ba la mật, dẫn đến tu trí huệ. Mà chẳng thấy ta đang tu trí huệ, chẳng thấy có pháp trí huệ, mới gọi là được đầy đủ bát nhã ba la mật. Thiện nam thiện nữ nào hành bát nhã ba la mật như vậy, là người dùng các phương tiện phân biệt khai thị sẽ nói bát nhã ba la mật, khiến người khác hiểu rõ được nghĩa bát nhã ba la mật. Hành năm ba la mật kia cũng đều là như vậy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở đời sau sẽ có hạng người muốn nói nghĩa bát nhã ba la mật mà lại chỉ nói tương tự bát nhã ba la mật, khiến cho các thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng bồ đề vì nghe tương tự nghĩa này mà phải mất chánh đạo. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ hành Bồ Tát đạo phải vì người khác phân biệt khai thị diễn nói bát nhã ba la mật,
khiến họ hiểu rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đại Hòa Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tương tập Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, có thiện nam thiện nữ hành hữu sở đắc Bát Nhã Ba La Mật, ví như hành sắc vô thường dẫn đến hành thức vô thường, mà cho đó là hành Bát Nhã Ba La Mật. Đây là hành tương tập Bát Nhã Ba La Mật. Lại ví như hành nhãn dẫn đến ý vô thường, sắc dẫn đến pháp vô thường, nhãn thức dẫn đến ý xúc vô thường, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ vô thường, địa chủng dẫn đến thức chủng vô thường, mà cho đó là hành Bát Nhã Ba La Mật. Nói về khổ không và vô ngã cũng đều là như vậy. Đây cũng là hành tương tập Bát Nhã Ba La Mật. Có thiện nam thiện nữ nói vì năm ấm vô thường, khổ không vô ngã mà tu bố thí, dẫn đến tu trí huệ, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu nhất thiết chủng trí, và dạy người khác tu như vậy. Đây là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, ở đời vị lai, có thiện nam thiện nữ nghe nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật, rồi dạy người khác là tu tập Bát Nhã Ba La Mật, như vậy sẽ được vào sơ địa, dẫn đến thập địa. Nghe nói lời này, người tu sẽ y nơi tổng tướng rồi dụng tâm hữu sở đắc mà hành Bát Nhã Ba La Mật. Đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thiện nam thiện nữ dạy người khác là tu tập Bát Nhã Ba La Mật, như vậy sẽ thắng hơn hàng Thanh Văn và Bích Chi Phật. Đây cũng là thuyết tương tập Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói tu tập Bát Nhã Ba La Mật, như vậy sẽ được vào Bồ Tát vị, sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Được vô sanh pháp nhẫn rồi sẽ trú thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cung kính cúng dường tán thán chư Phật. Đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói là thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, như vậy sẽ được vô lượng vô biên công đức. Đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói là chư Phật trong ba đời, từ sơ phát tâm dẫn đến khi thành đạo, đều đem hết thảy công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đây cũng là thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Thích Đại Hoán Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ, vì người cầu Phật đạo phải nói như thế nào mới gọi là chẳng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo phải nên nói là khi hành Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nên quán sắc là vô thường, dẫn đến chẳng nên quán thức là vô thường. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là phi pháp, là chẳng phải pháp vậy. Phi pháp cũng tức là Bát Nhã Ba La Mật. Trong Bát Nhã Ba La Mật thì năm ấm chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật năm ấm còn bất khả đắc, hướng nữa là thường hay là vô thường. Nói như vậy gọi là chẳng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo lại phải nên nói là khi hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên hữu sở đắc, cũng chẳng nên hữu sở trú. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp có thể đắc khả đắc, chẳng có pháp có thể trú khả trú. Trong Bát Nhã Ba La Mật thì hết thảy pháp đều là tánh không. Vì là tánh không nên các pháp đều là phi pháp, là chẳng phải pháp vậy. Phi pháp cũng tức là Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có pháp có thể được khả đắc, có thể trú khả trú, có thể nhập khả nhập, có thể xuất khả xuất, có thể sanh khả sanh, có thể diệt khả diệt. Như vậy mới gọi là chẳng thuyết tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo phải thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Thuyết nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy được vô lượng công đức. Luận: Phật muốn nêu rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là thâm diệu thù thắng, nên hỏi vị Đế Thích rằng: Nếu có thiện nam thiện nữ dạy hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà hành mười thiện đạo thì có được phước đức nhiều chăng? Như trong kinh đã rộng nói, trong tất cả các pháp tu thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói các pháp vô lậu, thành tựu ba thượng giáo, thành tựu niết bàn. Còn mười thiện đạo chỉ là pháp hữu lậu. Tu mười thiện đạo chỉ hưởng được phước đức hữu lậu ở cõi trời người, chưa thoát khỏi các khổ. Bởi vậy nên tu mười thiện đạo chẳng thể sánh với vô lậu giải thoát. Thế nhưng tùy theo căn trí của chúng sanh nên trong kinh trình bày thứ lớp như sau.
Trước nói về thế gian vô thường lạc, sau mới nói đến xuất thế gian thường lạc. Trước nói phàm phu cùng chư thánh đồng tu tập 10 thiện đạo, sau mới nói đến các pháp xuất thế gian của chư thánh là vô thượng. Đó là 37 phẩm trọng đạo dẫn đến 18 bất cộng pháp. Trước nói tổng quát về vô lượng Phật pháp để người tu hành dễ hiểu, sau mới so sánh công đức dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà tu 10 thiện đạo với công đức dạy cho một người tu được quả tu Đà Hoàn, vân vân. Phật dạy, tu 10 thiện đạo dù được hưởng phước sanh lên cõi trời nhưng cũng chưa thoát ra khỏi ba cõi. Hơn nữa khi phước đức đã cạn mỏng thì lại có thể bị rơi vào ba đường ác, cho nên chẳng sao bằng được tu để được quả tu Đà Hoàn dẫn đến được quả A La Hán, quả Bích Chi Phật. Thế nhưng tu để được quả tu Đà Hoàn dẫn đến được quả A La Hán, quả Bích Chi Phật chẳng sao bằng được tu để được vô thượng Bồ Đề. Vì Bát Nhã Ba La Mật là nhân duyên dẫn đến vô thượng Bồ Đề thành Phật đạo, nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật được công đức thù thắng hơn dạy cho người tu 10 thiện đạo, tu được quả tu Đà Hoàn dẫn đến được quả A La Hán, quả Bích Chi Phật. Vì sao? Vì 10 thiện đạo tu Đà Hoàn, tu Đà Hoàn, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, công đức dạy cho người khác tu được 4 thiện dẫn đến được 5 thần thông chẳng bằng được công đức thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Công đức thọ trì đọc tụng dẫn đến tránh ước niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật chẳng bằng được công đức biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và phân biệt khai thị diễn nói để họ dễ hiểu rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Người biên chép Bát Nhã Ba La Mật và phân biệt và khai thị diễn nói để người khác hiểu rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức thù thắng hơn người tự mình hành Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao lại tán thán công đức tránh ước niệm hơn công đức thọ trì đọc tụng? Đáp: vì thọ trì đọc tụng chỉ được phước đức mà thôi, còn tránh ước niệm vừa được phước đức vừa được trí huệ nên phải nói rõ hơn. Thọ trì đọc tụng ví như hòa hợp được các cây cỏ thuốc để trị bệnh, nhưng chưa rắc thuốc để uống mà vẫn chưa lành bệnh được. Tránh ước niệm để biết rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập mới dẫn đến giải thoát, ví như sắc thuốc để uống mới dẫn đến lành bệnh vậy. Với tránh ước niệm, người tu sẽ rõ được thậm thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải nhị tướng quán, chẳng phải bất nhị tướng quán, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, vân vân. Trong kinh nói biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn cúng dường xá lợi Phật, biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật rồi cúng dường cho người khác đọc thủ thắng hơn tự mình thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật, tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn thọ trì đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật, phân biệt khai thị diễn nói cho người khác được hiểu rõ về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thủ thắng hơn tự mình tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phật nói: người cung kính cúng dường các đức Phật chẳng có được phước đức bằng người giải rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Vì sao? Vì chư Phật trong ba đời đều do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Phật lại nói: dù tinh tấn hành Bát Nhã Ba La Mật trong vô lượng kiếp mà còn tâm hữu sở đắc thì chẳng có được công đức bằng người giải rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Vì sao? Vì còn hữu sở đắc là còn chấp ngã chấp tướng. Phật muốn rộng nói về trái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật nên dạy vị đấy thích rằng khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải dụng tâm vô sở đắc mới được đầy đủ 6 Ba La Mật. Phật nói thêm: ở đời vị lai có người nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật khiến người khác nghe chẳng hề phân biệt được chánh niệm hay tà niệm. Bởi vậy nên Phật nói rõ về tướng của tương tự Bát Nhã Ba La Mật để người nghe dễ phân biệt chánh niệm và tà niệm, giúp họ hành chánh đạo và xa lìa tà đạo. Phật thường xót chúng sanh đời sau vì chẳng có được duyên lành gặp Phật và chư đại Bồ Tát, nên chỉ được học Bát Nhã Ba La Mật qua kinh điển, khiến có thể sanh tà ước niệm, rồi y vào danh tự ngôn ngữ mà nói tương tự Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe. Nếu chỉ xét về danh tự ngữ ngôn, thì bên ngoài tưởng chừng như Bát Nhã Ba La Mật và tương tự Bát Nhã Ba La Mật tương đồng với nhau. Nếu tránh ước niệm tư duy thì sẽ thấy rõ nghĩa Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm vi diệu, khác hẳn với tương tự Bát Nhã Ba La Mật. Người chấp tâm chấp tướng nói năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã,
dẫn đến nói năm ấm là vô sanh vô diệt. Rồi hành năm ấm như vậy mà cho đó là hành bát nhã ba la mật. Đây là hành tương tập bát nhã ba la mật. Trái lại, người chẳng chấp tâm, chẳng chấp tướng, cũng nói năm ấm là vô thường, khổ, không vô ngã, dẫn đến nói năm ấm là vô sanh vô diệt. Nhưng nói như vậy chỉ nhằm phá các chấp điên đảo của phàm phu mà chẳng hề chấp trước. Như vậy mới đúng theo chánh nghĩa bát nhã ba la mật. Lại nữa, người thuyết pháp để dạy người khác xả tương tập bát nhã ba la mật và tu tập chánh bát nhã ba la mật cũng thuyết đúng theo chánh nghĩa bát nhã ba la mật. Người thuyết pháp đúng theo chánh nghĩa bát nhã ba la mật để công đức rất thù thắng. Kinh Phật dạy tiếp: Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đà, dẫn đến dạy chúng sanh trong hàng xa thế giới các mười phương, đều được quả tu đà hoàn, tu đà hoàn, a na hàm, a la, dẫn đến được quả a la hán, bích trì Phật. Ý ông nghĩ sao, người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đà Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, phước đức ấy vẫn chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ dùng các phương tiện nhân duyên để phân biệt khai thị, sẽ nói bát nhã ba la mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa bát nhã ba la mật, lại khuyên họ tinh tấn thọ trì đọc tụng chánh ước niệm bát nhã ba la mật và y theo lời dạy trong bát nhã ba la mật mà tu hành. Vì sao? Vì từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh các quả tu đà hoàn, tư đà hoàn, a na hàm, a la hán và bích chi Phật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà, dẫn đến dạy chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp mười phương, đều phát bồ đề tâm, dẫn đến đều vào được bất thối chuyển địa, ý ông nghĩ sao, người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đà Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, phước đức ấy vẫn chẳng bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ dùng các phương tiện nhân duyên để phân biệt khai thị, sẽ nói bát nhã ba la mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa bát nhã ba la mật, lại khuyên họ tinh tấn thọ trì đọc tụng chánh ước niệm bát nhã ba la mật và y theo lời dạy trong bát nhã ba la mật mà tu hành, thì sẽ được nhất thiết chủ trì, sẽ được vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì từ trong bát nhã ba la mật xuất sanh các bồ tát, từ bồ tát sơ phát tâm dẫn đến bồ tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, ví như trong cõi Diêm Phù Đà dẫn đến trong hàng xa thế giới khắp mười phương, chúng sanh đều phát bồ đề tâm, dẫn đến đều được bất thối chuyển. Lại trong đó có vị đã gần được vô thượng bồ đề, nếu có thiện nam thiện nữ dùng các phương tiện nhân duyên để phân biệt khai thị, diễn nói khiến chư vị đó rõ nghĩa bát nhã ba la mật, mau chứng được vô thượng bồ đề, thì công đức sẽ thù thắng hơn hết. Ngài Thích Đà Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như vậy Bồ Tát càng gần vô thượng Bồ Đề, lại càng nên được giáo hóa thật hành đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật, thật hành nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, thật hành bốn niệm xứ, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, bốn vô sở úy, bốn vô ngại trí, dẫn đến 18 bất cộng pháp, lại càng được cúng dường tứ sự theo nhu cầu. Nếu hư thiện nam thiện nữ nào dùng tài thí và pháp thí để cúng dường vị Bồ Tát gần được vô thượng Bồ Đề, thì sẽ được công đức thù thắng hơn hết. Vì sao? Vì nhờ vậy mà vị Bồ Tát này sẽ mau được vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề tán thán vị Đế Thích rằng: lành thay, thưa Ngài Kiều Thi Ca, Ngài vì chư thánh đệ tử mà Ngài đã an ủi chư Bồ Tát, vì vô thượng Bồ Đề nên cúng dường tài thí và pháp thí mới được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì từ trong hàng Bồ Tát xuất sanh chư Phật và Thánh chúng, nếu Bồ Tát chẳng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, thì chẳng được đầy đủ 6 pháp ba la mật, dẫn đến chẳng được đầy đủ 18 bất cộng pháp, khiến chẳng có thể được vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng có Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề, thì cũng chẳng có Thanh Văn Đạo và Bích Chi Phật Đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát phải tu tập đầy đủ 6 pháp ba la mật, dẫn đến tụ tập đầy đủ 18 bất cộng pháp mới hy đoạn được ba đường ác, và ở thế gian mới có các đại gia đại tộc, có các cõi trời, từ cõi tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Cũng do vậy mới có đàn ba la mật dẫn đến có bát nhã ba la mật, dẫn đến có nội không, dẫn đến có vô pháp hữu pháp không, có bốn niệm xứ dẫn đến có 18 bất cộng pháp, có thanh văn thừa, bích chi Phật thừa, dẫn đến có Phật thừa. Luận:
Trong kinh nói dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà, dẫn đến dạy chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp mười phương, tu được quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật, chẳng có được phước đức bằng phân biệt khai thị, dễ nói Bát Nhã Ba La Mật cho người khác nghe, khiến họ rõ được nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Lời kinh trên đầy mật ý nói rằng, hết thảy chư thánh hiền đều xuất sanh từ Bát Nhã Ba La Mật cả. Bát Nhã Ba La Mật là thật tướng của hết thảy các pháp, đứng giác ngộ tránh biến tri thật tướng pháp được gọi là Phật. Do vậy mà hàng Thanh Văn tiểu thừa chẳng sao bằng được hàng Bồ Tát đại thừa. Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư thánh hiền, nên Bồ Tát thường ái niệm cúng dường các bậc đã liễu ngộ thật tướng pháp và thường thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Bởi nhân duyên vậy nên nói, dù dạy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đà, dẫn đến trong hàng xa thế giới khắp mười phương, đều phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, dẫn đến đều được bất thối chuyển, cũng chẳng có công đức bằng thuyết trái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi, trước đây nói pháp phàm phu và pháp nhị thừa chẳng sao bằng được Bát Nhã Ba La Mật thì còn hợp lý, nay vì sao nói người phát tâm cầu đạo vô thượng dẫn đến người tu đã vào được bất thối chuyển địa chẳng bằng được người thuyết trái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật? Đáp, có hai hạng người nói được trái nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, đó là nhục thân Bồ Tát thị hiện thọ thân trong các nẻo đường sanh tử, pháp tánh thần Bồ Tát ứng hiện ở khắp ba cõi. Trong kinh nói đến người phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề là nói về Bồ Tát sơ phát tâm, nói đến người vào được bất thối chuyển địa là nói về Bồ Tát giáo hóa chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Trong kinh cũng phân biệt hết thảy các tầm hạnh, các nghiệp duyên của chúng sanh trong ba cõi và trong vô lượng kiếp, đồng thời cũng phân biệt các cảnh giới có sanh có diệt, có thành có hoại, có nhiều có ít, có đại từ đại bi, có nhất thiết trùng trí, có vô lượng Phật pháp, khiến chúng sanh phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề dẫn đến vào được bất thối chuyển địa, được thành Phật đạo. Thế nhưng nếu biết có vị Bồ Tát nào cần được vô thượng Bồ Đề mà dùng chánh nghĩa Bát Nhã Ba La Mật dạy cho họ, khiến họ mau chứng được vô thượng Bồ Đề thì sẽ được công đức thủ thắng hơn hết. Vì sao? Vì là phước điển rất lớn nên cúng dường phước điển này được công đức rất lớn vậy. Theo pháp thế gian thì xúc phạm đến một vị quan bị xử tội nặng hơn xúc phạm đến một người dân thường, xúc phạm đến một vị thái tử bị xử tội nặng hơn xúc phạm đến một vị quan, xúc phạm đến một vị vua bị xử tội nặng hơn xúc phạm đến một vị thái tử, xúc phạm đến người địa vị càng cao thì bị xử tội càng nặng. Cũng như thật, cũng như vậy theo pháp Phật thì cúng dường một vị Thanh Văn, một vị Bích Chi Phật chẳng bằng được cúng dường một vị Bồ Tát bất thối chuyển. Cúng dường một vị Bồ Tát bất thối chuyển chẳng bằng được cúng dường một vị Bồ Tát gần thành Phật. Cúng dường một vị Bồ Tát gần thành Phật chẳng bằng được cúng dường một vị Phật đã thành. Vì sao? Vì chư Phật do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề, độ thoát vô lượng chúng sanh. Bát Nhã Ba La Mật là phước điển vô thượng, cúng dường Bát Nhã Ba La Mật là cúng dường chư Phật và chư Đại Bồ Tát nên được công đức rất thù thắng. Vị Đế Thích liễu thông được pháp Phật nên bạch Phật, Bồ Tát càng gần được vô thượng Bồ Đề càng nên được giáo hóa và cúng dường, dùng tài thí để cúng dường, dùng pháp thí để giáo hóa được vô lượng công đức. Ngài tu Bồ Đề tán thán vị Đế Thích, lành thay, Ngài kéo dùng thiện ngữ để khuyến tấn chư Bồ Tát, lại vì vô thượng Bồ Đề mà nói nên dùng tài thí và pháp thí để cúng dường và giáo hóa chư Đại Bồ Tát gần được vô thượng Bồ Đề. Vị Đế Thích cũng liễu thông vô thượng pháp bảo nên đã vì chư Thánh đệ tử nói rằng, từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật và Thánh chúng, nếu Bồ Tát chẳng hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật thì chẳng thể được vô thượng Bồ Đề. Nếu chẳng có Bồ Tát được vô thượng Bồ Đề thì ở trên thế gian chẳng có Thanh Văn đạo và Bích Chi Phật đạo, dẫn đến chẳng có Phật đạo. Lại nữa, nếu Bồ Tát chẳng hành đầy đủ sáu pháp Ba La Mật thì ở thế gian chẳng có mười thiện đạo, dẫn đến chẳng có vô lượng Phật pháp. Nếu chẳng có mười thiện đạo dẫn đến chẳng có vô lượng Phật pháp thì chẳng thể làm giảm thiểu số chúng sanh đọa vào ba đường ác, cũng chẳng có được đại gia đại tộc, chẳng có được các cõi trời, dẫn đến chẳng có chư hiền thánh, chư Đại Bồ Tát và chư Phật. Bởi nhân duyên vậy nên thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, dạy người tu tập Bát Nhã Ba La Mật được vô lượng công đức ở đời này và cả đời sau. Hết quyển 60, hết tập 3.